Video này chúng mình cùng tìm hiểu về các loại giấy tờ cần thiết để chuyển từ visa túc cực Tekino sang túc cực Tekino nhé. Về cơ bản, các giấy tờ cần chuẩn bị ở đây cũng giống như khi các bạn xin visa lần đầu từ thực tập sinh, du học sinh chuyển sang túc cực Tekino. Thứ nhất, các bạn cần chuẩn bị cho mình giấy chứng nhận hoàn thành xong chương trình thực tập sinh. Thứ hai, giấy chứng nhận bạn đã thi đỗ kỳ thi tay nghề, bao gồm một trong những loại giấy tờ sau: Simunkyu, Sankyu, thông báo kết quả thi đỗ kỳ thi thực hành, hoặc giấy đánh giá của nghiệp đoàn như ảnh mình có đính kèm ở đây. 3. Giấy chứng nhận thi đỗ kỳ thi túc cực Tekino các ngành nghề. Giấy này dành cho các bạn chuyển trái ngành, các bạn chuyển cùng ngành thì không cần. Ảnh mình đang chiếu ở đây là chứng chỉ dành cho ngành Kaigo. Các bạn lưu ý, các chứng chỉ này chỉ có giá trị trong vòng 10 năm. Tiếp đến là chứng chỉ tiếng Nhật. Các bạn trước đây là thực tập sinh đã hoàn thành xong chương trình thực tập sinh 3 năm, 5 năm thì không cần thiết phải có chứng chỉ này. Tuy nhiên, nếu các bạn thi đỗ thì nộp vào hồ sơ sẽ càng đẹp. Còn các bạn thực tập sinh đã hoàn thành xong 1 năm hoặc du học sinh thì nhất thiết phải có chứng chỉ này. Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có hai loại chứng chỉ đủ điều kiện xin visa túc cực Tekino, đó là GFT A2 trở lên và GNPT từ N4. 5. Giấy chứng nhận thôi việc. Thai shoku shomesu. Giấy chứng minh đã nghỉ việc ở công ty cũ đối với các bạn đã nghỉ việc. Còn đối với những bạn chưa nghỉ việc thì không cần thiết phải nộp tờ giấy này. Tiếp đến các loại giấy thuế. Cũng như khi đi xin visa lần đầu, bạn cũng sẽ phải nộp cho New Cảng giấy thuế của 2 năm gần nhất. Đầu tiên là giấy chứng minh thuế, gọi trong tiếng Nhật là Kaze Shomesu. Giấy này do Shi Yakuso hoặc Cư Yakuso nơi bạn làm việc cấp. Trên giấy này sẽ thể hiện tổng thu nhập năm trước của bạn, số người phụ thuộc, số tiền thuế bạn phải đóng nếu như thu nhập của bạn phải đóng thuế. Tiếp đến, nếu giấy chứng minh thuế của bạn có hiển thị khoản tiền phải đóng thuế ở đây, thì bạn cần xin Shi Yakuso hoặc Cư Yakuso phát hành thêm cho bạn một tờ giấy nữa gọi là giấy chứng minh nộp thuế, trong tiếng Nhật là Noze Shomesho. Tùy từng nơi mà hình thức thể hiện của tờ giấy này sẽ khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, nó sẽ giống như hình ảnh mình đang đính kèm ở đây. Cột số 1 là khoản tiền thuế bạn phải đóng. Cột số 2 là khoản tiền thuế bạn đã đóng. Cột A là khoản tiền thuế phải đóng nhưng chưa đến hạn nộp thuế, chưa cần phải đóng. Cột B là khoản tiền thuế nộp chậm, nghĩa là đến kỳ hạn nộp thuế rồi nhưng bạn chưa đóng thuế. Khi xin giấy chứng minh nộp thuế, bạn cũng cần xin của 2 năm gần nhất, năm trước và năm nay. Khi nhận được giấy chứng minh nộp thuế của năm trước, nếu khoản tiền thuế ở cột 1 và cột 2 bằng nhau, cột A và cột B đều bằng 0, thì giấy thuế của bạn đã đạt yêu cầu. Tiếp đến, bạn xem đến giấy thuế của năm nay. Nếu tổng số tiền nộp thuế ở cột 2 và cột A bằng cột 1 và khoản tiền ở cột B bằng 0, thì giấy thuế này của bạn đã đạt yêu cầu và có thể nộp được cả hai giấy thuế này cho New Cảng. Tuy nhiên, nếu số tiền ở cột B vẫn chưa về không, thì bạn cần nộp đủ số tiền viết trên cột B và xin Shi Yakuso phát hành lại cho mình giấy thuế mà khoản tiền ở cột B đã trở về không. Khi đó, thì bạn nộp cho New Cảng sẽ không có vấn đề gì. Nếu bạn không để cái khoản tiền ở cột B về không mà cố tình nộp cho New Cảng, thì New Cảng sẽ bắt bạn viết giấy giải trình lý do vì sao không đóng thuế và khả năng cao sẽ không gia hạn được visa. Trường hợp thu nhập của bạn được miễn thuế, thì bạn có thể xin Shi Yakuso hoặc Cư Yakuso phát hành cho mình giấy chứng minh miễn thuế gọi là Hikaze Shomesho và không cần thiết phải xin phát hành giấy Noze Shomesho này nữa. Vì bạn được miễn thuế rồi, không đóng thuế nên có yêu cầu họ cũng không phát hành cho mình giấy này đâu. Thêm một lưu ý nữa khi đi xin giấy thuế ở Nhật. 2 năm gần nhất nghĩa là như thế nào? Một năm tài chính của Nhật bắt đầu từ 1 tháng 4 năm nay đến 31 tháng 3 sang năm. Do đó, giấy thuế của năm mới sẽ được phát hành từ tháng 6 hàng năm. Một năm đóng thuế sẽ tính từ mùng 1 tháng 6 năm nay đến 31 tháng 5 năm tiếp theo. Ví dụ hiện tại là tháng 12 năm 2022, bạn sẽ phải xin giấy thuế của năm 2021 và năm 2022. Vì giấy thuế mới của năm 2023 sẽ được phát hành sau tháng 6 năm 2023, nên nếu bạn nộp visa trong khoảng từ tháng 1 năm 2023 đến 31 tháng 5 năm 2023 thì bạn cũng vẫn xin giấy thuế của năm 2021 và năm 2022.
Những bạn nộp visa trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 6 năm 2023 đến 31 tháng 5 năm 2024 thì sẽ xin giấy thuế của năm 2022 và 2023. Dựa theo những con số này mà các bạn có thể tính được cái thời gian mình xin giấy thuế của các năm tiếp theo. Các giấy tờ xin ở SIAC cựa sổ thì chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng. 7. Phiếu kê khai thu nhập và thuế, hay gọi tắt trong tiếng Nhật là Genzen Chushiro. Vì thuế sẽ tính trên thu nhập của năm trước, do đó bạn sẽ phải nộp cho New Cầm bản copy giấy này của năm trước. Nếu làm mất hoặc đã nộp cho New Cầm bản gốc khi xin visa đợt 1, thì bạn có thể liên hệ công ty cũ phát hành lại hoặc viết một giấy giải trình. Giấy này không có mẫu sẵn. Trong giấy giải trình mình cần viết những nội dung như sau. Mình đã nộp giấy này ở lần xin visa lần 1, mã số đăng ký nộp visa lần 1, ngày nộp, tên New Cầm. Nhưng tốt nhất nếu xin cấp lại được thì các bạn nên xin công ty cũ phát hành. Việc chuẩn bị giấy này cũng không khác gì khi đi xin visa lần 1. 8. Giấy khám sức khỏe. Bạn có thể sử dụng kết quả khám của lần nộp visa trước. Nếu như kết quả khám đó chưa quá 1 năm tính đến ngày bạn nộp hồ sơ xin gia hạn visa mới lên trên cục. 9. Giấy tiến cử của đại sứ quán. Giấy này thì không cần. 10. Hộ chiếu và thẻ ngoại kiều bản gốc còn hạn, ảnh chân dung 3x4 chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Ngoài ra, những bạn tốc cực Tây Kino đã nghỉ việc trên 1 tháng cần phải nộp thêm các giấy tờ sau. Những bạn chưa nghỉ việc hoặc mới nghỉ việc chưa quá 1 tháng thì không cần phải chuẩn bị những giấy tờ này. Thứ nhất, thẻ bảo hiểm y tế quốc dân. Sau khi nhận được giấy tờ chứng minh đã cắt bảo hiểm công ty từ công ty cũ, bạn ra phòng bảo hiểm của SIAC cựa sổ hoặc CUYAC cựa sổ nơi mình sinh sống xin phát hành thẻ bảo hiểm quốc dân. Bạn sẽ nộp cho New Cảng bản photo của thẻ này. Ngoài ra, những bạn tốc cực Tekino đã nghỉ việc trên 1 tháng cần phải nộp thêm các giấy tờ sau. Những bạn chưa nghỉ việc hoặc mới nghỉ việc chưa quá 1 tháng thì không cần nộp những cái giấy tờ này. Thứ nhất là thẻ bảo hiểm y tế quốc dân. Sau khi nhận được giấy tờ chứng minh đã cắt bảo hiểm công ty từ công ty cũ, bạn ra phòng bảo hiểm của SIAC cựa sổ hoặc CUYAC cựa sổ nơi mình sinh sống xin phát hành thẻ bảo hiểm y tế quốc dân như hình ảnh mình có đính kèm ở đây. Bạn nộp bản photo cho nhu cầu. Thứ hai là giấy chứng minh đóng bảo hiểm quốc dân. Sau khi phát hành thẻ bảo hiểm y tế quốc dân, phòng bảo hiểm sẽ gửi qua đường bưu điện cho bạn hóa đơn đóng bảo hiểm. Bạn đóng ở Combini và quay lại phòng bảo hiểm xin phát hành giấy chứng nhận đã đóng bảo hiểm quốc dân. Tiếp đến, bạn đến phòng Ninkin và xin phát hành giấy chứng nhận tham gia vào Ninkin quốc dân, chứng nhận đóng Ninkin quốc dân hoặc giấy chứng nhận đang xin miễn giảm Ninkin như hình ảnh mình có đính kèm. Ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xin giấy thuế qua đường bưu điện. Các bạn nhớ like, share, đăng ký và theo dõi kênh Ngọc Lan và Thủ tục Hành chính Đại Nhật để nhận được thông báo về video mới nhất nhé. Video đến đây là hết rồi. Arigato ne.